trong hành trình trưởng thành của học sinh khiếm thị tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng, luôn có sự dìu dắt, yêu thương và dõi theo của các thầy giáo, cô giáo, những người đã miệt mài truyền dạy từ những kiến thức nền tảng đến muôn vàn điều ý nghĩa trong cuộc sống cho các em. Việc dạy đàn cho người bình thường đã khó, dạy cho người khiếm thị càng khó hơn. Để giúp các em học sinh khiếm thị dễ dàng tiếp cận với nhạc cụ, cô giáo Võ Thị Oanh Kiều luôn từ tốn, chậm rãi, cầm tay chỉ việc cho từng người. Dù dạy lại kiến thức cơ bản nhiều lần, cô vẫn luôn giữ sự yêu thương, trìu mến dành cho các học trò. Đối với các bạn khiếm thị thì khi mà học nhạc nó cũng có những khó khăn nhưng mà cũng có những thuận lợi. Vì khó khăn thì tại vì các bạn không nhìn thấy, các bạn không thể đọc xích nhạc. Nhưng mà ngược lại thì là các bạn có một cái đôi tai rất là tốt. Tại vì các bạn không nhìn thấy cho nên là các bạn tập trung vào cái tai để lắng nghe. Các bạn nghe rất kỹ, rất tốt. Gần 20 năm gắn bó với nhiều thế hệ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tại ngôi trường này, thầy giáo Hoàng Văn Khương hiểu rõ những khó khăn mà học sinh đang trải qua, đặc biệt là việc tiếp thu nội dung các bài giảng. Thầy đã nghĩ ra nhiều phương pháp giảng dạy hay và đơn giản giúp các em vừa tiết kiệm được thời gian học nhưng vẫn nắm vững được kiến thức. Bản thân tôi rất là yêu nghề, luôn muốn đưa những cái kiến thức của mình để dạy cho các em học sinh khuyết tật, đặc biệt là trong đó học sinh khiếm thị là các em rất là thiệt thòi. Bản thân tôi muốn làm rất nhiều điều để giúp đỡ các em có cái kiến thức cũng như là đạo đức để các em vượt qua cái khó khăn trong cuộc sống để trở thành người có ích. Thường em cảm thấy là thầy cô đã giúp em rất là nhiều luôn. Kiểu như ví dụ như em cảm thấy là học hình rất là khó thì thầy đã nghĩ ra được những cái mô hình, những cái hình bằng đồ vật rất là thú vị. Rồi những cái bảng vẽ bằng chữ nổi nữa. Cho nên kiểu em thấy các thầy cô đã rất là cố gắng để giúp đỡ mình. Thì mình phải càng cố gắng để học tập, để không có phụ lòng của những cái người thầy, người cô đã tìm mọi cách để cho chúng em học có thể tốt hơn. Vượt qua những khó khăn, khiếm khuyết của bản thân, các thầy giáo, cô giáo tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Đà Nẵng đã không ngừng trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cùng sát cánh trong hành trình phát triển, hòa nhập của các em học sinh đồng cảnh ngộ, trao cho học trò của mình cơ hội học tập bình đẳng, hy vọng vào tương lai tươi sáng và quan trọng nhất là niềm tin vào chính bản thân mình.